Trận đấu thứ hai, trận tứ kết 2 giữa đội Đức Quốc phía bên đây lưới và đội Vũ ở phía bên kia lưới. Điểm cho đội kia 1-0. Điểm số 1-0 cho đội Đức. Điểm cho Đức Quốc 5-1. Điểm cho team Vũ 2-5. Điểm cho team Vũ 4-5. Điểm cho team Vũ 5-5. Điểm cho Đức Quốc 6-5. Điểm cho team Vũ 7-6. Điểm cho team Vũ 8-6. Điểm cho Đức Quốc 7-8.
Vừa ăn xe 2 thấy xong rồi. Được xe 3 rồi. Xe 2 thấy các bạn không có gì nữa. Điểm cho team Vũ 9 7. Điểm cho team Vũ 10 7. Điểm cho Đức Cút 8 10. Điểm cho Đức Cút 9 10. Điểm cho Đức Cút 10 đều. Điểm cho team Vũ 11 10. Điểm cho team Vũ 12 10. Điểm cho Đức Cút 11 12. Điểm cho team Vũ 13 11. Điểm cho Đức Cút 12 13. Điểm cho team Vũ 14 12. Điểm cho team Vũ 15 12.